Ok, xin chào thầy mọi người trở lại kênh YouTube của mình nhé. Hiện tại là mình đang quay trở lại với game Hải tặc 568 Play. Hiện tại đang ở bên S522, ta cùng nhau tiếp tục với lại một số cái video về cái quá trình hậu, quá trình tân thủ nhỉ. Sau sự thành công rất là lớn của series tân thủ, ta cùng nhau quay trở lại một chút. Thì trong video trước mình đã nói một chút là mình sẽ chuyển hết các cái nick phụ của mình sang cho cái bên công hội mới, đúng nhỉ? Tại vì thấy công hội đang ở khá yên ổn nhỉ, nick vẫn đang ở trong đấy khá yên ổn, không có sự xích mích gì cả. Thực ra xích mích hay không mình không biết, tại đơn giản một điều thời gian gần đây mình không có online, nhưng tuy nhiên một điều thôi thì chuyển sang rồi ấy, thì các bạn ta cứ cho mọi thứ sang thôi. Thì giờ mình đã vừa thực hiện bằng cách là loát một loạt nick sang, nhưng cũng phải rất là xin lỗi một chút là cái đợt mình quay cái video đầu tiên ấy thì cách cái video này khoảng tầm vài tháng cơ, tức là lúc đấy mình chuyển sang luôn, nhưng do một số công việc bận nên ra mình chưa chuyển sang luôn được, và bây giờ bắt đầu mới thực hiện chuyển sang thì cái thời gian nó khá là dài. Thực ra cái việc chuyển nick sang không giúp cho công hội mạnh lên nhiều đâu, nhưng tuy nhiên một điều là định thực hiện luôn, nhưng vì bạn hiểu một điều hôm nay là cái số lượng nick nó khá là lớn ấy, thành ra cái việc chuyển sang nguyên việc đăng nhập nick thôi đã rất là mất thời gian rồi. Chưa kể một số nick đổi pass thì có thể đôi khi ta không vào được, nhưng tuy nhiên là cũng rất nhiều nick đang vào đây. Thì mình cho mọi người xem chút cái giao diện toàn màn hình một chút, người ta hiểu rõ hơn đúng không nhỉ? Đây mình sẽ chuyển sang giao diện toàn màn hình một chút, mọi người chờ mình tí mình chuyển giao diện nhé. Đây hiện tại đang quay về giao diện toàn màn hình đây, thì bạn để phía dưới là rất nhiều nick vừa hải tặc ở góc dưới ấy. Để rất nhiều nick, rất nhiều nick đây. Đây mình đã vừa cho một loạt nick xin vào công hội, phía dưới còn rất nhiều nữa. Tại vì cái màn hình nó không đủ dài hết trải hết, nên dân sẽ chuyển sang cái ô phía dưới nữa. Giờ sẽ vào lần lượt từng nick một nhé. Để đây vào thực hiện những thao tác cơ bản thôi. Đang tiện online nick ấy, thì mình sẽ vào đấy và để ý đều người ta sẽ luyện một loạt này. Tất cả đống nick đang duyệt vào đây tất cả đều nick của mình nhé. Tất cả nick của mình cầm mình vứt vào cho nó công hội phát triển lên tí. Tại mình nhận thấy một điều, công hội này tuy là có top mạnh hơn, nhưng tuy nhiên một điều nó đang bị khá là thấp, hiểu level tinh tinh khá là thấp. Thế nên là cái việc mà level thứ cao công hiến nhiều sẽ giúp cho bạn hỗ trợ cho việc là tăng cái chỗ thương thành để nhận được nhiều quà hơn này, hay một số cái như kiểu viện nghiên cứu à không, như kiểu một số cái như kiểu là cái lượng tài nguyên, lượng yến tiền cái thứ nhận được nhiều lực hơn chẳng hạn, đúng không nhỉ? Thì muốn cho một số cái nick này vào hỗ trợ cho kiểu tăng trưởng cho nhanh hơn. Và những cái nick này sẽ không hỗ trợ về mặt sức mạnh, nhưng sẽ hỗ trợ về việc phát triển công hội nhiều. Và mình không có thời gian rảnh đâu, ngày nào cũng làm đống nick này vào để cống hiến. Mà chẳng qua hôm nay đang tiện online nick thì mình vào cống hiến thôi. Còn các thời gian sau sẽ để cho cái tính năng auto cống hiến ấy. Và để ý một chút là cái nick có VIP ấy, nó sẽ tự động cống hiến sang. Nên thành ra chúng có thể tận dụng cái tính năng đó được. Mà bên 568 nó không kiểu free VIP đâu, nó sẽ tính bắt đầu từ VIP 0. Thành ra nói chung ở đây mình đang dùng cái nick kế thừa VIP sang cũng nhỉ. Để ý những nick này tận VIP 12 do kế thừa VIP từ cái server cũ sang. Và ngày xưa mình dùng để phát triển công hội BS522 của mình. Thành ra bây giờ công hội chuyển hết sang bên này thì mình sẽ chuyển sang nick này sang để nó auto công hiến thôi. Còn đây chỉ đang tiện này đang online thì công hiến tí xong tắt đi cho đỡ lag máy. À nhân tiện cái vấn đề lag máy xem thử bây giờ đang chiếm bao nhiêu tài nguyên nhé. Đây có vẻ nhiều quá không hiện ra ô ấy nhỉ. Chờ tí mình có thể đổi bớt nó xuống tí. Đang thử xem hiện tại đang chiếm bao nhiêu tài nguyên máy nhỉ. Hiện tại đây ví dụ sang bên này thấy ở đây hiện tại mình chiếm có 30% CPU này, chiếm mất mình khoảng gần 30 GB, mình còn tầm 30 GB nữa không sợ đúng không nhỉ. Rồi chỗ cái thứ khác thì không chiếm nhiều, nhưng mà xem mấy cái con cạc nè, con cạc thì kiểu chưa chiếm mấy, chủ yếu là cái con GeForce thiên về game hơn tí, nó chiếm khoảng tầm 34%. Nói chung cái này nhấp nhô một chút, ta xem tí chỉ số thôi. Nhưng mà tất nhiên là chỉ số này là mình đang kiểu không hiển thị nhiều nick trên màn hình nhé. Nếu mình bật nhiều nick lên màn hình chỉ số tăng lên một chút, và nó hiển thị càng nhiều tốn càng nhiều thôi. Nhưng đấy chỉ là xem qua tí cho biết thôi. Và dần ta tiếp tục đi vào vấn đề tiếp nha. Thì đầu tiên sẽ đi cống hiến một chút nha, đi vào cấp độ cống hiến tí lên. Tiện đang online nick thì cống hiến một tí thôi. Còn đống nick này cơ bản là mình không chơi nữa, mình vứt đấy thôi. Bây giờ mình vứt đấy cho vào tí cho cống hiến cho công hội tí thôi. Tại vì khi mình vừa cho một loạt nick vào mới lên được tầm 75 người, tức là nói chung là công hội đấy khá ít người. Tí nữa sẽ review công hội sau. Bây giờ trước mắt thì cho một số nick vào tắt bớt cho đỡ lag đã. Để cho một loạt nick vào ấy, nói chung là cống hiến xong thì tắt đi không nhỉ. Còn mấy cái quà kia chắc không cần nhận, tại vì giờ nhận chả đem gì. Ấn tắt đi thôi. Tiếp tục sang một số nick khác nha, mình có rất nhiều nick ở trong này. Mình sẽ cống hiến qua một chút đi. Còn quà không cần nhận nhiều, để xác định có chơi đâu. Mình chủ yếu mình cống hiến cho mọi người chút cái điểm công hội thôi. Còn số nick này đủ level để cống hiến cho mọi người chút bằng vàng, thứ để phát triển cái chỗ thương thành lên tí không nhỉ. Để cống hiến một chút vào xem vật phẩm có không, để cống hiến một chút vào phát triển cái thương thành lên tí. Để mọi người thuê nhiều cái quà ngon hơn, tại vì level càng cao thì quà càng ngon ấy. Ví dụ đây bạn thấy bắt đầu mở bán Haki, cấp sau mở bán Haki. Như vậy sẽ tăng lên một chút để mọi người có thể mua Haki thì dễ hơn, đúng không? Thế đây là sự hỗ trợ của mình cho một server mới, một cái công hội mới. Trong một server cũ của mình, mình sẽ hỗ trợ thêm một số cái đấy. Để cống hiến một chút bằng vàng, ví dụ cống hiến luôn 500 vàng thì cũng được. À không, mình tránh cống hiến bằng vàng. Mình sợ hôm nay cái nick nào đó đang chơi thì cống hiến bằng vàng không ấy. Thế đây mình chỉ vào đăng nhập một loạt danh sách của mình thôi. Thì có thể một số nick ra còn đang chơi thì tốt nhất là hạn chế dùng vàng. Chứ là cống hiến berry là chính thôi. Còn cái chỗ này cống hiến một chút bằng vàng chứ không mất là bao nhiêu. Cái này cống hiến bằng vàng mất bao nhiêu nhỉ? Mất 600 vàng chắc hy sinh tí. Để cho mọi người tăng trưởng công hội lên chút thôi. Nếu mà không bận thì mình phát triển lâu ở đây thôi 10 vàng được.
Nếu mà không bận thì mình sẽ chuyển nick sang từ rất lâu, nhưng mà quan trọng mình bận quá. Tức là bạn xem video của nó liền nhau, thực ra là khoảng cách nhau cả tháng đấy. Để ý một chút là video một kia là mình, cái video trước video này là mình quay lúc mà mới gộp server xong, mới gộp server mới chuyển công hội xong. Còn video này là đang ở tầm mình quay ngày 10 buổi chiều ngày 12 tháng 5 năm 2021, tức là cách khá là xa, từ ngày gộp server khá là xa rồi. Thế bây giờ mình mới rảnh, bắt đầu mình thực hiện được vấn đề này. Thì nhiều cái nó mất thời gian, nó không phải cứ muốn đấy là ấy được luôn. Nhiều cái mất thời gian nhiều lắm. Đây mình sẽ hỗ trợ thêm một chút cho phát triển công hội lên. Sắp sửa lên level 8 này. Nói chung là chăm chỉ hỗ trợ mọi người chút cái này chắc lên level 8 thôi. Thì mình khá nhiều nick ở đây, mình có khá nhiều nick nhé. Thì phát triển công hội lên chút thôi. Nói chung là tạo đống nick mà lên level cao này cũng vất vả đấy. Chẳng qua ngày xưa mình tiện xây dựng công hội thì mình tạo thôi. Chứ còn bây giờ nói chung là bạn tự nhiên bạn cày một nick lên về vất vả lắm. Chắc là mấy bạn nào tích cái đai để bán thì may ra mới tạo nick lên level 80 thôi. Chứ còn bình thường lên level 80 nó vất vả lắm. Tại bên 568 lên cấp nó lâu, nó không như một số bên khác. Thứ hai bạn chơi free bạn lên thì nói chung nó sẽ khác với việc bạn chơi có trả phí không nhỉ. Bạn chơi có tiền bạn mua bánh mì lên nó nhanh. Thì nhiều khi ấy thì nó lâu. Ở đây chưa đủ cấp 85 thì chưa đủ cấp 85. Cấp 85 mới mở cái này, như vậy nick này chưa đủ. Nó tiếp tục sang các nick khác nhé. Rất nhiều nick mà nếu bạn nào rảnh thì ngồi đếm cho có bao nhiêu nick, chứ mình chả đếm. Mình cứ đăng nhập hết loạt danh sách của mình xem nick nào vào được mình cho vào thôi. Nói chung cứ phứa đi một tí, cái nick này không có thì tắt đi. Thực hiện liên tục cái quá trình này bao giờ hết nick thì thôi nhỉ. Chủ yếu là sao quay nick chính là chính thôi. Bây giờ mình quay video này cũng không nhớ video trước mình đã nói gì trong cái video trước. Mình chỉ nhớ mỗi điều video trước có nhắc đến việc sẽ chuyển nick sang mà mình chưa chuyển sang, nên video mình sẽ chuyển sang. Chứ còn thực tế cái vấn đề là video trước đã review công hội chưa mình cũng chả nhớ, vì nhiều thời gian quá không nhớ được. Mình quay nhiều thứ quá không nhớ. Nhưng mà nói chung là cứ phứa một tí nhé. Đi vào phát triển thêm công hội lên tí này. Nói chung là mình nghĩ là sẽ lên được level 8 đấy. Mỗi tội là vàng nhiều khi nó không có nhiều đâu. Ngày xưa khi mình mới tạo server mới thì rất là yếu mà, thì mình phải tạo nhiều nick để hỗ trợ. Một số bạn cũng tạo nick mới mà kiểu bạn nghỉ game mà giao nick cho mình ấy, thì mình có một số cái nick ở đây. Nhưng tuy nhiên một điều nick giờ nó khá yếu do server chung ấy, mặt bằng chung của server. Cái thứ hai điều là nick các bạn cũng chả muốn share cho bạn nào cả, tại bây giờ cũng không biết chủ nick có quay lại chơi tiếp không ấy. Thành ra tôi chung là chỉ cho mọi người biết là mình chuyển nick vào thôi, chứ mình giờ mình không có chia sẻ nick nhé. Tiếp tục đi vào cống hiến một chút nào. Nói chung là có sự hỗ trợ đống nick này thì tuy không online hàng ngày được, nhưng tuy nhiên cái việc các auto cống hiến nó sẽ hỗ trợ cho công hội phát triển nó nhanh hơn rất nhiều nhé. Cái giống như kiểu một cây làm chẳng nên non, nhưng ba cây chụm lại lên hòn núi cao, đây mình cho mình mấy chục cây vào hỗ trợ cái này thì kiểu gì trả lên đúng không nhỉ. Tất nhiên là cống hiến trực tiếp được sẽ nhanh hơn, nhưng mà tuy nhiên nó cũng từ từ cũng lên cũng được. Nói chung nhiều nick là level 7 mấy thứ linh tinh ấy chưa có đủ tính năng, nhưng mà chung cứ từ từ thôi. Tăng được cái gì hay cái đấy không nhỉ, càng đông nick thì càng lên nhanh mà. Mà đông nick có online thực sự thì còn nhanh nữa, đúng không nhỉ? Và VIP càng cao càng tốt. Các bạn mà nhiều nick mình chưa đủ level 85 nên không biết có lên đủ cái cấp kia, cấp sau mọi người mua Haki không ấy. Thực ra cái mua Haki cũng chả đáng là bao, mà tuy nhiên cứ lên tí có thêm nguồn mua tốt hơn thôi. Chứ mua cũng chả được mấy. Các bạn nhiều nick chưa được level 85 nó chưa mở. Tại bây giờ mình ngại cày level 85 ấy, mình cày bây giờ nó chả có ý nghĩa gì nhiều, bây giờ mình tập trung làm nhiều việc khác. Thế ra mình không có thời gian mình cày. Đấy, đi này có khá nhiều tài nguyên để up này. À, mình mới gia nhập công hội nên chưa để cống hiến vào cái này nhá. Có một số cái khi bạn vừa vào công hội thì mất khoảng 3 ngày nhỉ. Ví dụ như số con bot công hội sẽ không thấy nó trong 3 ngày nhỉ. Đấy, nên xảy ra với nhiều cái mà phải mất 3 ngày sau mới được hiện ra. Như vậy chưa cống hiến được hơi tiếc một tí, nếu cống hiến được chỗ đấy được khá nhiều điểm đấy. Nhưng do mình mới vào công hội chưa cho mình cống hiến cái đấy. Nên cần 3 ngày ấy. Nên một số bạn sẽ hỏi tại sao mình vào công hội rồi không thấy bot công hội đâu. Thì nó cũng sẽ tương tự như trường hợp cống hiến vừa rồi, là mất 3 ngày mới nhìn thấy nhé. Còn khi bạn mới rời công hội khác ra để vào công hội mới thì nó sẽ mất khoảng tầm 30 phút để chờ. Vậy là chỉ tập trung công hiến berry với vàng thôi, cái kia không quan tâm nhiều. Tại cái kia mất 3 ngày công hiến được. Khá nhiều nick, nãy giờ vẫn chưa hết nick này mà thấy danh sách nick vẫn rất còn rất nhiều nhỉ. Thì mình vứt vào đây khá nhiều nick mà. Này, mình mong cái sự hỗ trợ giúp cho công hội đi xa hơn. Mặc dù bây giờ mình không chơi nhiều bên này nữa, nhưng tuy nhiên một điều vẫn mong nó sẽ phát triển thôi, đúng nhỉ. Thì mình hướng thì kiểu xây dựng sao cộng đồng lên tí. Thì mình mong cái sự cố gắng này thứ cho công hội đi lên một chút.
thì cống hiến là mỗi vòng vàng cái berry thì không lên không được nhiều lắm, một số nick rất nhiều cái cây để cống hiến nhưng rất tiếc là không không đem sang được, không được nhiều lắm. Và đăng nhập cái đống nick này cực kỳ phiền nhá, này nhiều khi mà đăng nhập thì khi phải đăng nhập 2-3 lần mới vào ấy. Mấy cái nick kiểu ít ít vào tài nguyên chẳng có gì này, đăng nhập rất là khó khăn luôn đấy. Thật ra là rất là ngại vấn đề đăng nhập cái nick này. Phải cố gắng lắm mới thu xếp một ngày ra chỉ để đăng nhập đấy. Thế là mất khoảng tầm nửa tiếng đến 1 tiếng để đăng nhập hết đống nick này. Thế đăng nhập thủ công nó hơi mất thời gian một tí. Cái giống vào hay bị mất kết nối, cái giống nick ở chung các server khác nhau nó chả ảnh hưởng nhiều đâu, nhưng mà nhiều khi đăng nhập hay bị lỗi. Đặc biệt là khi mà mới rồi mới update xong thì mình thấy vào là một số cái nick bị rời khỏi công hội ấy. Khi chuyển hết công hội sang bên kia ấy, thì một số nick sẽ bị bay khỏi công hội ấy. Thì phải đăng nhập tầm 2 lần, nick nhanh nhất là đăng nhập 2 lần mới vào được một lần. Thế còn nếu mà đăng nhập một phát ăn luôn chắc không có, trừ nick nào vào công hội sẵn rồi. Nick chưa vào công hội mất khoảng 2 lần đấy, mình thấy thực tế như thế thôi. Mình không biết là do lỗi gì nhưng mà khá phải đăng nhập 2 lần mới vào được một lần. Xong hết đi, xong hết đi, còn mấy nick đây, còn có khoảng 3 nick thôi. Như vậy là sắp xong rồi. Vậy hơi tiếc một tí là mới vào công hội chưa công hiến thương thành được nhiều thì chưa lên cấp tiếp theo. Nhưng tuy nhiên cũng hỗ trợ khá nhiều đấy. Và không đủ luôn. Rồi như vậy là mình vừa lảo qua hết các nick cũng nhỉ. Bây giờ sẽ quay về cái giao diện chính một tí nhỉ. Quay về giao diện chính cho nó lớn hình một tí cho dễ nhìn nhá. Còn nãy là đi xem qua một tí vậy thôi. Bây giờ trở về giao diện chính rồi xem lại tí giao diện công hội sau khi ta vừa xử lý xong nhá. Ở đây nói chung thì đây là mình đang có ở đây là công hội hiện tại. Thế dàn trên thì online vẻ khá là nhiều, hàng trên vẻ online khá là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên thì cái hàng dưới, xem tình hình hàng dưới nào nhá. Ở bắt đầu thấy Thanos bắt đầu offline rồi. Thanos offline mất 6 ngày rồi. Thật ra nick Thanos thì mình cũng cầm. Nhưng tuy nhiên một điều thì cũng không có thời gian chăm hết. Tiếp tục xem tiếp mấy nick ở phía dưới à. Nói chung bắt đầu có sự offline dần phía sau rồi. Nhưng lại khá là cái dàn nick ở đây nói chung là thấy mình cảm giác là đủ được 30 nick còn online để đánh ấy nhỉ. Nếu mà đây sắp xếp một tí bỏ một số nick offline ra thì được khoảng tầm đủ 30 nick để đánh công hội chiến nhỉ. Nhưng mà trước mình nhớ update công hội chiến thì tăng số lượng lên rồi, không biết đã update thành công chưa. Tại lâu mình chưa trở lại game, chưa xác nhận cái thông tin đấy lắm. Nhưng lại khá là trước thấy bảo cho lên 50 người đánh hay sao thì cũng không rõ lắm. Còn mấy nick về sau này đa phần những nick mình mới thêm vào các bạn đã toàn offline thôi. Những nick này sẽ offline sớm thì những ngày mình mới thêm vào nhỉ. Nói chung phần lớn dàn sau nick của mình nhé, phần lớn dàn sau nick của mình thôi. Để vứt vào cho bổ trợ công hội lên tí thôi. Và nói chung là xem qua một chút xem là bạn on hộ nick mình đã chơi nick mình như thế nào nhỉ. Tại vì chúng ta là nói thật với bạn điều là suốt cái thời gian từ lúc mình quay video gộp server đến giờ, thậm chí là trước đó rất lâu ấy, là nick mình đa phần là bạn khác on, chứ không phải thời gian đấy không phải do mình on đâu, là bạn hội phó của hội cũ của mình sẽ on cho mình. Thì mình xem bạn ấy on thế nào nhá. Đầu tiên nhìn qua điểm danh hàng ngày tính từ tháng này, từ thứ bảy đây mình thấy là bạn ấy online đều hàng ngày, ngày nào cũng có điểm danh này. Tiếp tục là xem qua một chút xem tinh linh tàu này. Tinh linh tàu ở đây mỗi cái hơi lạ một chút, ở đây không thấy ăn mỏ, mặc dù đây thấy có kéo mỏ. Thì không biết là đang đi tiết kiệm lực hay sao mà thấy không ăn mỏ ở đây. Còn hiện tại ở đây nói chung là khu này chả ai tranh chấp mỏ mình cả, nhưng hiện tại mình thấy chưa ăn mỏ. Nhưng tuy nhiên mình đánh giá cao vào việc bạn ấy tự giác on đều cho mình hàng ngày. Nhưng xem qua chỗ cái độ tích cực thì nói chung hôm nay chưa làm gì mấy nhỉ, mới chỉ là điểm danh hàng ngày thôi. Ở đây có một số tính năng mới ở World Map hay sổ tay Mirela, là một số tính năng mới update trong phiên bản vừa rồi. Mình sẽ có video khác mình demo cho mọi người xem sau. Còn bây giờ trước mắt ở đây quay lại, hiện tại trong thời gian này nó có cái vượt đài đại chiến đúng không nhỉ? Ở đây nhìn xem như vậy thôi. Nói chung là xem qua một chút tình hình người ta chơi cho mình thế nào thôi. Hiện tại đội hình mình đang để như sau. Hiện tại đội hình vẫn đang chơi đội hình Sabo, Akanu, Menlo với Domingo. Đội hình nó khá là cơ bản của server mới thôi. Xếp hạng hiện tại đứng hạng 11 đẳng cấp à. Cấp 168. Ở đây bạn Cancho Z cấp 169 à. Lâu không đánh Z nhỉ, hay đánh tí cho vui. Trong này đứng hạng 9 của trong đấu trường. Ở trong này danh vọng thì đứng hạng 7. Ở đây xếp hạng mấy cái xếp hạng sau không quan trọng nhỉ. Mà quan trọng là sơ sơ qua một thời gian thì cảm giác là nick cũng chẳng có gì đổi mới nhỉ. Nó vẫn củi bắp như thế, căn bản là không đầu tư nữa. Nếu đầu tư nữa thì lên là nhiều lắm, nhưng mà quan trọng không đầu tư nữa thì thường không có gì. Cái quà lĩnh phúc lợi hàng ngày, thấy lĩnh đều hàng ngày. Như vậy nói chung là nick sẽ có người vào làm. Mình đã quay tầm chiều thì người ta chưa vào làm, nhưng chắc là tầm tối thì sẽ vào làm nhỉ. Thì đấy nói chung là cái nick thì cơ bản thấy là vẫn khá là yên tâm nhỉ. Kể cả người ta có bỏ shop một số thứ không làm ấy, vẫn yên tâm hơn người lạ online rất nhiều. Tại thường người lạ online người ta chỉ online trăm mấy ngày đầu tiên thôi, còn mấy ngày sau đa phần người ta bỏ off hết. Đó lý do vì sao mình không muốn share nick mình cho một số bạn khác. Thậm chí một số bạn bảo có đầu tư, tại sao mình vẫn không cho mọi người vào đầu tư.
Tại đơn giản mọi người đầu tư nói mồm vậy thôi, nhiều khi vào chả thích đầu tư quá ấy cả, đúng không nhỉ? Đấy, mình thực tế mình đã gặp trường hợp rất là nhiều lần rồi. Đó là lý do vì sao mình chỉ định một số bạn hội phó thân tín thì mình chơi tiếp, đúng không nhỉ? Có thể người ta chơi không đều đặn hàng ngày, nhưng ít nhất một điều người ta cho mình sự tin tưởng. Còn một số cái bạn ở đầu ở đâu xem kênh và đi xin nick thì thường mấy bạn đấy chơi tệ lắm. Thế ra một số bạn nào có nhu cầu inbox kiểu đó thì đừng inbox cho mình. Kể cả đôi khi bạn lòng tốt thật ấy, nhưng đôi khi bạn không nên inbox cho mình. Còn nếu bạn inbox muốn tài trợ mình điều gì đó ấy, hãy tài trợ trên nick mình đang chơi chính, đúng không nhỉ? Đó là cho mình tiền để mình đầu tư vào trong game, để đích thân mình đầu tư, chứ mình không nhận cái kiểu là đưa cái nick mình đã offline cho một bạn bạn cầy hộ mình. Thế ra mình không tin tưởng các bạn được, đúng không nhỉ? Còn nếu bạn nào thông cảm thì mình sẽ hiểu điều đó. Còn một số bạn nào không thông cảm chắc người ta sẽ trách móc rất là nhiều. Còn trong video này ngắn gọn một chút là cho người xem qua tình hình thế thôi, là nick ấy thì cơ bản vẫn được online đều, nhỉ, vẫn được online đều. Công hội thì mình vừa thực hiện vấn đề là cho một loạt nick vào trong công hội đấy, nhỉ, để bổ trợ thêm công hội thêm sức mạnh thôi. Và hôm nay chỉ nói nhẹ nhẹ vậy thôi, còn số tính năng khác các thứ, một số thứ khác mình sẽ khai thác trong video khác. Video chỉ thực hiện nốt cái phần còn lại của video lần trước, đó là mình cho người vào trong công hội, cũng như là đi xem qua chút xem nick còn được online đều hay không thôi. Còn bây giờ các bạn thời mình sẽ kết thúc video ở đây, một video ngắn gọn vậy thôi. Thì nếu bạn nào thấy video hữu ích cho bạn đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Bây giờ xin chào, hẹn lại các bạn ở các video sau nhé. Xin chào nhé.